Hàng nào đầy Như Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Một ngày thứ hai đầu tuần suôn sẻ và tốt đẹp. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con HM81 đời 2014 với một cái kiểu dáng hiện đại, đẹp mắt và một cái phần công suất 100W tổng. Và cái màn loa bằng sợi thủy tinh. Đây các bạn hãy xem cái con. Đây các bạn ơi. Pioneer HM81 với ngoại hình rất là đẹp luôn, hàng đấu giá chuẩn chỉnh và còn rất là mới, bao gồm cả cái catalog để mà các bạn dễ nhìn được cái thông số kỹ thuật cũng như là hướng dẫn sử dụng, mặc dù bằng tiếng Nhật nhưng mà có hình ảnh minh họa nó cũng rất là dễ ha. Và cái điều đầu tiên nhìn vào thì con này có một cái màn loa sợi thủy tinh rất là óng ánh, rất là đặc trưng ha. Còn cái đầu máy chúng ta mặc phay nhôm đi cùng với một cái màn hình hiển thị màu sắc luôn và có cái danh sách, có cái list nên chúng ta rất là dễ chỉnh. Con này với một cái nét đặc trưng về cái phần nội thất ở bên trong nữa, đó chính là cái giải mã 24 bit 192 kHz luôn nha, là lên cái chuẩn là high res rồi, high resolution đó. Và cái thông tin của con Pioneer HM81 này vẫn còn ở trên trang pioneer.japan mà các bạn có thể đây nè, pioneer.japan nè các bạn ha, và các bạn lên gõ ở trên mạng là các bạn thấy ngay thôi. Với cái chương trình của mình là bao gồm tặng kèm biến áp, chương trình dành riêng cho cái máy HM81. Với cái tiếp theo nữa là tặng luôn cái hộp Bluetooth 5.0 tăng cường tính năng Bluetooth cho các bạn. Hộp bằng nhôm có râu, nó đi với cái đầu máy này nhìn cũng rất là sang, rất là hợp mà. Ngoài cái tính năng là Bluetooth 5.0 thì con này có cái cổng quang mà sẽ hỗ trợ tốt cho cái Smart TV nếu các bạn đang cần kết nối cái đầu máy này với Smart TV. Còn nếu các bạn muốn Bluetooth thì cái hộp này tính năng Bluetooth. Còn mà một cái tính năng mà gọi là rất là ưu việt, mình thấy mà cái dạng máy mà nó nên có là cái cổng USB này nè. Cái USB mà chơi được nhạc MP3 là chuyện hiển nhiên, nhưng con này chơi được nhạc file FLAC là file lossless và file WAV, file đĩa gốc luôn. Tại vì các bạn chơi CD, các bạn đang còn CD thì chơi CD đĩa gốc này quá chuẩn rồi. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn có thể tải nhạc file lossless, file chất lượng cao hoặc là file WAV tương tự với file đĩa gốc, nhưng mà các bạn chơi được hàng trăm, hàng ngàn bài hát, chia theo thư mục, chia theo nó sở thích cá nhân và cũng như là không có bị giới hạn về cái việc bị thời gian và quảng cáo và tinh chỉnh tùm lum hết, mà nó tương tác rất là nhanh. Có điều khiển học kèm theo cho các bạn chỉnh full tính năng. Đó, nó có màn hình màu nè các bạn ha. Các bạn nhìn ở ngoài bằng mắt sẽ nhìn thấy cái màu sắc rõ hơn và cái độ nét của cái màn hình hơn so với mình đang quay qua cái điện thoại như vậy. Nhạc trữ tình, nhạc lossless rồi nhiều thể loại, nhạc guitar hòa tấu, nó như ví dụ nhạc lossless nè ha. Nó chia theo cái danh mục quá các bạn. Các bạn thấy cái giống như cái máy tính vậy đó, cái rò chuột nó đi lên đi xuống là thể hiện cái số lượng bài hát rất là nhiều ha. Bông cỏ mây của Quang Lập. Đó, file FLAC nè. File quay luôn, cái này file quay luôn các bạn nha, file đĩa gốc luôn ha. Với cái điều khiển này các bạn chỉnh được nè, bass, treble, super bass hoặc các bạn chỉnh được equalizer cài đặt sẵn nhiều chế độ. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoài ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thua người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao lạ lên khói sương răng môi cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đan gấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tình yêu đương ai nỡ chối từ. Lưới loa đầy đủ nè. Đường hành quân nắng cháy gian. Đó, và chúng ta đang nghe một cái file quay rồi. Bây giờ tới file FLAC là file lossless.
Rồi mình tạm ngưng ha. Các bạn có thể bấm trên máy hoặc là sử dụng bằng điều khiển. Con này nó thể hiện bằng cái list danh sách nên các bạn rất là dễ chỉnh và đặc biệt là có màu nữa. Nó khá là trực quan ha. Con này mỗi loa nặng tới 4kg nè. 4kg lô và cái đầu máy là nặng 5,5kg. Cái thông số nó ghi rất rõ trong cái phía sau cùng của cái catalog này. Và các bạn cũng có dễ dàng search ở trên mạng tại vì thông số nó còn khá là rõ ràng cũng như là giới thiệu về con này. 50W mỗi loa ha. Và cái đầu máy này chơi tổng là 100W đúng luôn cho cái phần công suất của loa. Với chiều cao là và chiều cao của loa là 27cm và con này có cái chiều sâu tới 26cm luôn và bề ngang là 16. Đó, các bạn thấy cái vân đen những cái đường vân rất rõ ràng còn rất là đẹp. Bốn cái chân này sẽ làm hình đó, hình lục giác nè, rất là chắc chắn, cứng cáp nên ít khi nào có hiện tượng là gãy. Ở phía sau các bạn sẽ thấy được nó trang bị giáp bắp chuối mạ vàng cho cái phần loa của chúng ta. Là 50W 4 ohm. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau, có thể các bạn nó đánh dội vào tường luôn ha. Lan tỏa. Nhưng mà các bạn nếu mà như vậy thì nên đặt ở khoảng cách mà tốt là 20cm, còn tối thiểu cũng phải là 10cm các bạn nha. Và ở phía sau này các bạn sẽ thấy được tất cả các trạm của chúng ta đều được mạ vàng. Mạ vàng ha, với một cái điểm kết nối chuẩn chỉnh và không có bị nhiễu, hạn chế nhiễu rồi nó bền bỉ nữa. Hay là cổng AUX của chúng ta mà chúng ta kết nối với lại bằng dây với điện thoại, máy tính hoặc là TV. Nhưng mà mình sẽ kết nối với cái hộp Bluetooth này cho các bạn ha. Đây là cổng sub điện. Các bạn muốn tăng cường âm trầm. Nhưng mà với cái công nghệ màng sợi thủy tinh và cái thùng loa thể tích lớn này thì Pioneer HM81 cho một cái phần tiếng trầm, một cái âm trầm siêu sâu và khỏe. Chỉ có trên những cái dòng màng loa sợi thủy tinh thôi các bạn ha. Còn đây là trạm bắp chuối trên cái phần thân máy với mạ vàng ở bên trong và bên ngoài là phần trong suốt, nhìn rất là hiện đại. Đây là cái phần phía sau và với cái nắp ở trên là cái nắp bằng nhôm mà sơn phun bánh kim, còn cái mặt trước là nhôm phay, phay ngang nè, vân xước á, nút của bằng nhôm ha. Ở phía trước thì chúng ta có thêm một cái cổng 3.5 mà các bạn kết nối trực tiếp bằng dây với điện thoại, máy tính gì đó. Còn đây là cổng tai phone sau khi xử lý âm thanh với cái chip giải mã 24 bit, 192 kHz. Thì các bạn có thể nghe cái tai phone ở đây với một cái âm thanh rất là hay, tăng cường cho các bạn khi mà các bạn nghe trong cá nhân ha. Loa hậu rất là sâu, 26, chiều cao 27 và nặng 4kg. Cái màng loa sợi thủy tinh nó khác với cái màng loa sợi carbon bởi cái độ ống ánh của nó các bạn. Khi các bạn nhìn vào các bạn biết ngay cái độ ống ánh của nó nha. Đó. Cái điểm này nó hơi dơ nha, không có gì cả nha các bạn, không có bị gì cả, bị dơ. Nó dính dơ thôi. Còn ở đây nè các bạn, gần là gần zin hết nha, rất là mềm mại. Và các bạn chút nữa chơi qua cái nhạc mạnh hay là nghe chả guitar rumba các bạn sẽ nghe được cái âm trầm nó mềm, nó sâu. Thì nãy mình cũng có chỉnh cho các bạn chế độ equalizer cài đặt sẵn, flat là cân bằng. Game, chơi game luôn ha, chuyển qua chế độ chơi game được luôn nha. Classic, pop, vocal là cái phần trung âm giọng hát tăng lên đó. Mềm, jazz, nhiều thể loại nhạc khác nhau, flat là cân bằng lại. Và super bass, đó là on off, tắt mở. Và còn cái bass trap thì là cao nhất là ở mức cộng 5 ha. Các bạn thấy cái sự thay đổi rất là lớn để chúng ta chỉnh được nhiều thể loại nhạc khác nhau cũng như là cái tai nghe của mọi người. Bên cạnh đó thì con này có là CD đọc tốt để chép nè. Và nó có wifi để chơi cái mạng ở trong gia đình ha. Và đặc biệt là cái AirPlay mà chất mạng rất là tiện để các bạn sử dụng cho iPhone. AirPlay nhé, AirPlay. Ở đây thì có cái dock chân 30 pin dành cho iPod. Cái USB ở chỗ này thì các bạn cũng thấy chơi được iPod, iPhone, iPad. Rồi, chúng ta có input chuyển qua phần CD. Đó, cái dòng chữ rất là lớn. 51 phút là thể hiện cái mình qua bài số 3 đi. Đang lỏng dây đi chú. Nãy giờ mình kéo.
đứng trông về chốn xa, còn ấm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru chơi Bluetooth, và xin nhắc lại là Bluetooth 5.0 này bắt được cái phạm vi là 10 mét rất là tốt, bao gồm cả vật cản. Và các bạn có thể gắn cái cổng quang Smart TV vào cái hộp này và đưa tín hiệu xuống. Thì con này nó có cái bộ giải mã rất là chuẩn chỉnh nha, cho tất cả các cổng kết nối luôn. Cái dòng màng sợi thủy tinh này rất là hiếm, rất là hiếm các bạn. Trong một cái dòng loa của một hãng á thì được trang bị tới cái này là hàng VIP của hãng rồi. Và đây là dòng số 8 nha. Con này có dòng số 3, dòng số 5, dòng số 7 và dòng số 8. Số 8 là nó tiếp là cao gần bậc nhất luôn rồi. Là Music Server nè, các bạn có thể chơi nhạc qua cổng LAN. Này các bạn có nên tìm hiểu sâu hơn ha. Và cái dấu Wi-Fi ở đây nè. Rồi còn AirPlay thì sẽ dễ kết nối hơn dành cho ai sử dụng iPhone. Favorite luôn nè, cài đặt cái sự yêu thích của nhạc yêu thích của mình vào đây. Cổng like ở phía sau. Nhạc điện tử này thì con Pi này nó thoải mái rồi. Dòng 2014 rồi. Kết nối Bluetooth. Bật cái Super Bass lên. Các bạn đeo tai phone vào nha. DJ Anton Remix. Kép lên. Rồi cộng 5 luôn. Kết nối Bluetooth ha. Và các bạn có thể dễ dàng vào trang Pioneer nè. Đó, chấm Japan nha, GP. Rồi các bạn sẽ thấy được HM81 của chúng ta và các thông số kỹ thuật cũng như là giới thiệu về con này. Các bạn muốn rõ ràng dễ thì coi catalog đây. Và có kèm theo cái khuyển học cho các bạn đầy đủ tính năng nè. Đó. Cũng như là biến áp và hộp Bluetooth, nếu ai không lấy thì trừ ra nha. Biến áp 150, hộp Bluetooth 300.
Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. À quên, con này được tặng kèm dây nhựt nha, như cái ruột, dây ruột bên trong là ruột đồng ha. Đây là mặt sau rõ ràng hơn cho các bạn. Với đây, trạm loa nè, mạ vàng ở bên trong và trong suốt ở bên ngoài, rất là đẹp hiện đại. Ốc chuối mạ vàng cho phần loa nè. Công suất 50W 4 ohm. Tổng một máy là 100W. Với cái phần catalog có ghi rõ ha. Trạm AV mạ vàng, loa sấp điện mạ vàng nè. Đó, còn đây là cổng LAN. Các bạn có nói và chơi với lại máy tính vân vân, nhưng phải tìm cách về cài đặt các bạn ha.